hello anh em. Đây là hệ thống led nháy ở bên trong. Mình đang đổ xong rồi. Rất là đẹp luôn. Đấy. Chỉnh ở trên app điện thoại anh em ạ. Và chúng ta kết nối với điện thoại thôi. Rất đẹp luôn. Ở đây nữa. Anh em độ đôi đèn cho chiếc xe này. Đây, trên chiếc xe này làm hệ thống đèn nó sáng. Đây là hệ thống dây điện này. Đây, mình sẽ sử dụng là cắm zin đề đây. Tất nhiên là chúng ta sẽ có